Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến bạn một hộp cảm biến áp suất lốp của Xiaomi 70 mai, thiết bị đo áp suất bánh xe. Thì đây còn nguyên siêu luôn nha. Cái này mình mới đặt hàng hôm qua thôi. Mình phải để ý là cửa hàng nó phải ở thành phố, thì đồ mình sẽ về ngày mai. Còn mình đặt hàng ở Hà Nội thì 3 ngày mới về. Nhưng mà đồ ở thành phố thì nó sẽ mắc hơn mấy chục. Cái này mình mua 1.149.000. Ở ngoài thì nó ghi là không cho xem hàng nha. Mình mua mình phải chịu. Wow. Của Xiaomi 70 mai. Cái hộp cũng đẹp nữa. Cuốn sách hướng dẫn bằng ngôn ngữ của Tập Cận Bình. Đây một cái hộp của Xiaomi. Điện bằng năng lượng mặt trời. Đây nó có một cái keo dán. Mình sẽ in lên trên đây. Mình coi tiếp cái hộp nha. Ở đây nó có cái miếng dán gì vậy? À, nó sẽ có một cọng dây sạc. Không biết có xài không, nhưng mà đây là cũng dây sạc chính hãng, thành ra sẽ có. Đây, 4 cái. Ủa, rồi nó lấy pin đâu ta? Để mình đi gắn 4 bánh xe cái nha. Mấy bạn ơi, nãy giờ ngồi lay quay, không biết lắp làm sao. Cái này phải lắp ở trong cái bánh xe. À, hiện tại đồng hồ đang nhảy lên. Hả? Hiện tại là đã lên được 2.1 kg. Ủa mà bánh sao lại nhiêu, 2.5 kg, 2.3 kg? Kìa, dạ, hay được hết hả? Mình phải vừa lắp vừa coi nha, lắp cái nào thì nó hiện lên bánh nào thì mình sẽ lắp vô bánh đó nha mấy bạn. Yeah. À, đồ ơi, anh gắn vô rồi hả? Bên đó, đó là bánh bánh sau bên kia. Có hiện nhiệt độ trong bánh xe luôn nè mấy bạn ơi. Đây, hiện nhiệt độ lên rồi, hiện tại đang bơm bánh. Đây là đó là bánh sau bên phải. Sau khi mình đã tải ứng dụng 70 mai về của Xiaomi về thì mình add cái dịch vụ mình lên nè, thì nó kêu mình ấn nút nguồn cái đó, đây là sẽ ra cái nó sẽ hiển thị thông tin của 4 bánh xe lên màn hình luôn. Nó hiển thị thông tin 4 xe màn hình rồi.